Hello các bạn, kênh QH xin kính chào các bạn, chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh QH. Các bạn đã ký kênh, like và chia sẻ thì thưa các bạn. Ngày hôm qua chúng ta nhận được hai status của luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Đào Kim Lân. Thì um các bạn biết là trong cái status của luật sư đặng đình mạnh á, biết lên những cái thông báo rất là quan trọng trong vụ án của sáu người bên thiện nga bên bờ vũ trụ về sức khỏe của cụ lê tùng vân và cũng như là trong cái vụ án của cô lê tùng vân thì trước đây luật sư đào kim lân đã nói là bận một số việc riêng nên không tham gia trong cái vụ án của cô lê tùng vân nhưng mà không hiểu tại sao thì sau này thì luật sư đào kim lân lại muốn gia nhập để tham gia cái vụ án đó nhưng với cái tình hình hiện nay sự chuyển biến trên cái mạng xã hội trong cái thời gian từ sau cái phiên tòa phúc thẩm thì luật sư đặng tình mạnh tuyên bố là năm vị luật sư không còn tiếng nói chung trên cái kênh nhật ký luật sư nữa bất cứ những lời nói hoặc là những cái tuyên bố nào của luật sư đào kim lân á trên cái kênh nhật ký luật sư không còn ảnh hưởng đến bốn vị luật sư còn lại đối với luật sư chỉnh phúc thì chúng ta thấy là à, không có dòng uh, danh sách trong đoàn luật sư trong cái nhóm luật sư bây giờ vì có lẽ là luật sư trịnh vĩnh phúc có thể là à, tham gia vào một cái nhóm khác hoặc là luật sư Trịnh Phúc không còn muốn tham gia trong cái nhóm này nữa các bạn. Thì thử ra luật sư Trịnh Phúc không còn ảnh hưởng vào ba luật sư luật còn lại đó, không còn ảnh hưởng trong cái nhóm mà luật sư gọi là đoàn luật sư bảo vệ pháp lý và thiện an bên bộ trụ trong suốt thời gian đây thì chúng ta thấy là luật sư đạt kim lân nói là đại diện cho cái kênh nhật ký luật sư này nhưng mà thật chất ra thì cái kênh nhật ký luật sư chỉ có một mình à, luật sư Đào kim lân lên để mà à, nói chuyện và cũng như là À, nói lên những cái vấn đề trong trên cái mạng xã hội. Thành thử ra trong thời gian gần đây thì à, cái kênh nhật ký luật sư chúng ta thấy là theo như luật sư à, Trần Văn Sĩ nói là không à, làm theo những cái tôn chỉ à, trước đây thì các bạn biết là cái kênh nhật ký luật sư trước đây à, rất là hào hùng. Hả? Nhờ cái kênh nhật ký luật sư mà chúng ta biết được những cái thông tin trong à, cái à, việc mà 331 bộ luật tố tụng hình sự sáu người thì nga bên bờ vũ trụ bị khởi tố nhưng giờ đây chúng ta đã thấy là cái kênh nhật ký luật sư đã xa rời cái tôn chỉ đó à, thì thấy là trên cái kênh nhật ký luật sư á bây giờ chỉ nói tiền quà và đòi nợ thuê nha các bạn à, Thì các bạn thấy là những cái việc đó Thì không có xứng đáng Trên cái kênh Nhật Ký Luật Sư Không có nên chia sẻ những cái việc này Trên cái kênh Nhật Ký Luật Sư Là cái kênh mà được cộng đồng mạng rất là yêu thương Và rất là chờ đợi trong cái thời gian vụ án 331 của 6 người của Thị Nga Bình Bộ Vũ trụ Và đặc biệt Thì ngày hôm qua Thì các bạn biết là Do luật sư Đào Kim Lân Trước đây á trên uh, kênh uh, nhật ký luật sư đó thì luật sư đào kim lân có phát biểu một câu là là uh, luật sư trần văn sĩ đã nhiều lần gặp luật sư đào kim lân và uh, xin cũng như là những cái uh, tài liệu và cũng như là đi mời ăn uh, đi mời ăn nhưng mà luật sư đào kim lân bận từ chối nhưng mà mình không muốn phát lên uh, cái uh, cái lời nói của luật sư Đạt Kim Lân trên cái kênh YouTube của mình. Tại vì các bạn biết là Lê Thanh Minh Tú á, bây giờ á, bây giờ mà phát lên những cái uh, lời nói của luật sư Đạt Kim Lân hay là trên kênh nhật ký luật sư thì thằng Lê Thanh Minh Tú nó sẽ đánh bản quyền trên cái kênh YouTube của mình các bạn. Thì thằng Lê Thanh Minh Tú bây giờ nó không khác gì thằng Ma Tăng ha. Cái thằng Ma Tăng ngày xưa đánh uh, bản quyền á để trên các kênh YouTube thì bây giờ thằng Lê Thanh Minh Tú nó thay mặt cho thằng Ma Tăng để mà đi đánh bản quyền. Nó cũng y chang như thằng Ma Tăng các bạn. Thì mình không hiểu tại sao ở bên Thiền An, bên bờ vũ trụ đây đào tạo ra một cái thằng đi đánh bản quyền các kênh Youtube. À, có tiếng nói bảo vệ Thiền An, bên bờ vũ trụ thì mình nói là cái thằng này không khác gì thằng Minh Tùng á. Cũng là một bè một lũ. Thì à, bây giờ mình xin phép mình đọc cái dòng trạng thái của luật sư Trần Bác Sĩ nha các bạn. À. Cà khịa sáng cuối tuần, luật sư Đào Kim Lân rất khoái, trì kéo, luật sư tôi vào vòng xoáy thị phi mà anh ấy đang ở tâm điểm ồn ào náo nhiệt ví dụ anh giật tiêu đề tâm sự cùng luật sư trần văn sĩ tôi lót dép ngồi hóng mãi biết, chẳng thấy anh tâm sự gì ráo trọi một khán giả bình luận vui đào kim lân mượn quay hùm trần văn sĩ để câu view tôi đáp nhanh quay cái cái con khỉ câu chuyện tây du ngoại chuyện T1 đến T7 chuyện tiền tình quà mạnh thường quân luôn ám ảnh và bao trùm tây du tôi thấu hiểu anh lân có thói quen nói nhanh nuốt chữ nhưng lần này anh lại nói dư nói thừa tai hại luật sư lân nói trên luồng lai à, thứ sáu rằng còn anh trần văn sĩ nhiều lần gặp tôi để xin để mời nghe mà hết hồn hết vía bởi lẽ hơn 20 năm qua anh ấy và tôi không hề gặp nhau dù chỉ thoáng qua trong một sự kiện hoặc tiệc rượu tiệc trà. Ngược lại anh Đào Kim Lân đưa ra được chứng cứ chứng minh anh và tôi có gặp nhau bất cứ ở đâu trong vòng 20 năm qua tôi sẽ trọng thưởng cho anh Lân 1 tỷ ha dốc chết liền nói mà không giữ lời hứa giang hồ sẽ dậy sống dẫu biết rằng anh lân nặng ký hơn tôi chính xác ở nghĩa đen ấy mà nhưng tôi không nghĩ anh lân có thói quen dìm hàng người khác để tự nâng mình lên đạo nào cho hợp và trình của ta hi hi. lần này anh lân hố hở hang rồi nha không tin cứ hỏi cụ vân biết liền đó đây là cái dòng trạng thái của uh, luật sư Trần Văn Sĩ các bạn Và luật sư Trần Văn Sĩ sẽ hứa Cho kèo thơm tới 1 tỷ lận Cho luật sư Đào Kim Lân Nếu luật sư Đào Kim Lân á Đưa lên hình ảnh hoặc là video nào bằng chứng Trong vòng 20 năm Mà luật sư Đào Kim Lân á Gặp gỡ luật sư Trần Văn Sĩ Chứ đừng có nói là cái câu là à, Luật sư Trần Văn Sĩ á Đã nhiều lần đến gặp luật sư đào kim lân để mà xin tư liệu rồi còn mời ăn nữa chứ trời ơi nâng cấp dữ vậy luật sư đào kim lân có thì nói không có thì thôi nha các bạn thấy là luật sư á là một cái người cầm cân nảy mật là một cái người phải nói thật chuyện không á thì mà nói có mà chuyện có thì nói không thì làm sao mà hành nghề luật sư được các bạn thì có khác gì thằng trần quốc vũ hay không các bạn thấy là trong thời gian vừa qua đó thì uh, À, chúng ta thấy luật sư Đào Kim Lân lên trên mạng có những cái chuyện mà không có thì nói có Ví dụ như là cái chuyện mà 5.000 đô của cái nick gọi là Nguyễn Bơ Ly vậy các bạn Mà luật sư lên trên mạng không cần biết là cái nick đó nó có chuyển tiền cho Nguyễn Tiến Dũng 5.000 đô hay không Mà chưa gì hết là luật sư Đào Kim Lân lên trên cái kênh youtube của mình để đòi 5.000 đô của Nguyễn Tiến Dũng Và xin Nguyễn Tiến Dũng á trả lại cái số tiền đó và đưa cái tài khoản để cho Nguyễn Tiến Dũng bỏ vào trong tiền thì chúng ta thấy là bây giờ á, cái kinh nhật ký luật sư bây giờ giống như là một cái kinh đòi nợ thuê đòi nợ mướn và thậm chí là mới đây nè thì ở uh, kinh nhật ký luật sư ha gọi là do ông Đào Kim Lân này nè à, đi lên trên mạng đòi tiền nợ thuê của bên thiền An bên bờ vũ trụ đòi 30.000 đô USB các bạn những người bên Thiện An bên bờ vũ trụ là những người chủ sở hữu của những USB đó mà người ta không đòi mà ông lân á ông lên ông đòi những cái số tiền đó không biết là ông có được cái giấy ủy quyền của bên thiền a bên bờ của trụ không ông có được giấy ủy quyền của thầy ông nội không xin lỗi nha người đại diện bên thiền a bên bờ của trụ hợp pháp bây giờ á về vấn đề tài sản và tất cả những cái đề vấn đề mà phát ngôn trên cái mạng xã hội này chỉ có cô Lê Thanh Hiền Trân mà thôi chứ không có một ai mà có thể đại diện cho bên Thiện A bên bầu với chủ có thể cấm người này cấm người kia cấm người nọ không cho chuyển tiền vào trong Thiện A bên bầu với chủ ha không cho chuyển tiền vào trong cái tài khoản của cô Vòng Kim Xuân á mà được lên đưa lên trên mạng xã hội qua cái kênh youtube của Nguyễn Tiến Dũng, của luật sư Thanh Trần và chị Dung Nguyễn Cười Xỉu. Thì nói chung là cái phe đối lập nó nhảy cỡn lên các bạn. Tại vì bây giờ số tiền không qua được bọn họ đó, thì bọn họ không có à, cắt sáng, không có gọt đi. Và lúc mà chuyển tiền vào trong thì nga bên bờ với chủ cuối cùng á, 10 đồng chắc chưa chắc được một đồng nữa. Các bạn thấy là những người bên thiện nga bên bờ vũ trụ người ta đã quá khổ rồi. Đừng để cho người ta khổ nữa các bạn thấy là số tiền mà gửi mà trực tiếp như vậy á, thì sẽ không mất một cái khoản nào và đưa trực tiếp số tiền hoàn toàn nguyên vẹn cho bên thiện nga bên bờ vũ trụ và các bạn thấy là việc làm đó rất là uh, được công khai và hợp pháp chính luật sư nguyễn hồng sơn nói là gì cái tài khoản đưa lên như vậy á, thì không phải là kêu gọi nếu mà không kêu gọi người ta tự nguyện người ta cho vào trong cái tài khoản đó thì dĩ nhiên là không có À, vấn đề mà sai phạm pháp luật nên tất cả mạnh thường quân tất cả ai yêu thương muốn cho các bé cái bánh nè à, muốn cho các bé à, hộp sữa hay là gì đó thì các bạn gửi trực tiếp vào trong tài khoản của cô vòng kim xuân nha các bạn và trở lại với luật sư đào kim lân cái vụ mà luật sư kim lân á tự nâng hàng mình lên và dìm hàng người ta xuống à, luật sư trần văn sĩ là một người á rất là nổi tiếng và được trên cộng mạng rất là nhiều và luật sư Trần Văn Sĩ mà luật sư Đào Kim Lân nói là đã nhiều lần gặp luật sư Đào Kim Lân và thậm chí là xin tư liệu tài liệu và mời ăn nữa mà luật sư Đào Kim Lân từ chối thế thì luật sư Đào Kim Lân có bằng chứng nào hay không nếu có bằng chứng thì đưa cái bằng chứng đó ra cho luật sư Trần Văn Sĩ là có gặp gỡ nhau trong vòng 20 năm nha thì luật sư Trần Văn Sĩ sẽ chuyển vào tài khoản cho luật sư Đào Kim Lân 1 tỷ tha hồ mà xài lúc đó thì không cần lên kênh youtube để mà nói nữa các bạn thấy là 1 tỷ đâu phải là ít các bạn mươi mấy ngàn đô la Mỹ đó thì, à, thì lúc đó thì cũng không cần đòi nợ thuê 30.000 đô USB rồi 5.000 đô tiền Nguyễn Bơ Baleo Bơ Leo gì đó ha thì không cần đòi nợ thuê lúc đó thì tha hồ rảnh rỗi à, lúc đó thì có số tiền đó để mà có thể là đi nuôi tôm nè đi nuôi cá ba sa nè đi nuôi cá này cá kia cá nọ đi nuôi hải sản các bạn thì giờ mình thấy là luật sư đặng đình mạnh á bây giờ người ta sợ cái việc mà luật sư Đào Kim Lân lên trên cái kênh Nhật ký luật sư mà nói là đại diện cho những người luật sư này để mà lên phát biểu những cái những cái việc như vậy thì làm ảnh hưởng đến năm vị luật sư này tại vì năm vị bốn luật sư còn lại đó người ta cũng phải đi làm việc người ta cũng sợ mất danh dự người ta cũng sợ mất ảnh hưởng trên cái mạng xã hội thành thử ra luật sư trình mạnh à, bị những cái người trên cộng đồng mạng à, những cái cú điện thoại người ta gọi vào người ta có hỏi là luật sư đặng cũng lân có phải là đại diện cho năm vị luật sư để mà phát biểu trên cộng đồng mạng những cái việc như là đòi tiền đòi nợ ha những uh, cái việc mà khui những cái thùng quà đó ra để mà bóc phốt người này người kia người nọ có phải là ý chỉ của năm vị luật sư hay không để đảm bảo danh dự cho các vị luật sư thì luật sư đặng đình mạnh tuyên bố sau ngày phiên tòa phúc thẩm 3 tháng 11 thì những phát ngôn trên cái kênh nhật ký luật sư á, không phải là phát ngôn chung của năm vị luật sư chỉ là phát ngôn của luật sư đào kim lân mà thôi do đó thì cộng đồng mạng hết sức là cảnh giác những cái lời phát biểu của luật sư Đào Kim Lân ha. Thành thử ra chúng ta thấy là cái việc mà cái bài viết trên status của luật sư Đặng Đình Mạnh ngày hôm qua rất là quan trọng để khẳng định rằng luật sư Cầm Lân bây giờ muốn làm gì thì làm chứ không ảnh hưởng đến bốn vị luật sư còn lại. Ha. Thành thử ra chúng ta phải biết Bây giờ là tất cả những cái việc làm của luật sư Đào Kim Lân á. Bây giờ chỉ xoay qua vấn đề tiền, đòi nợ thuê, rồi uh, quà cáp, rồi nuôi tôm, nuôi hải sản, rồi đi giới thiệu cò đất, cò điếc gì các bạn. Thật ra thôi, mình cũng xin dừng clip tại đây. Xin chúc các bạn một ngày uh, cuối tuần thật là vui vẻ và thật nhiều uh, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Thank you, bye bye.